À, xin chào anh em. Nay em làm cái clip này giới thiệu với anh em cái bộ phân tần. Cái bộ phân tần này em mới ráp cho anh Dĩnh ở Bình Dương. Anh Dĩnh thì mua cái đôi củ kèn này 2420 này, thì đặt em ráp một bộ phân tần. Cho cái kèn này thì em ráp cái bộ phân tần cắt 16 ôm ở 500 Hz nha. Để chơi cái kèn này. Cái này nó gọi là phân tần thông cao anh em nhé. Cắt cho củ kèn 16 ôm ở 500 Hz thì chơi cái kèn 2420 này rất là hợp. Đây. Dùng cái em dùng tụ cắt từ âm ly ra anh em nhé. Còn cuộn cảm này, cuộn cảm cắt từ cái phân tần của JBL ra luôn nè. Đó. Có chiết áp luôn anh em nhé. Rất là tiện luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là tiện anh em nhé. Để trên nóc thùng loa cho đẹp. Đây em mở bên tay phải nhé. Rồi em mở bên tay trái nha. À, rất là tiện cho anh em mình sử dụng luôn. Nhưng mà mỗi tội là mấy cái linh kiện này thì nó không có sẵn anh em ạ. Ok, bây giờ anh em mình nghe một đoạn nhé. Coi cái củ kèn này 2420 này nó hát sao nha. Nó có hai cái chiết áp này rất là tiện anh em ạ. À, có hai cái chiết áp này rất là tiện. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào anh em.